Công an quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Thảo, 46 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, là người thả chó pitbull qua cắn hàng xóm gây thương tích. Đồng thời, công an cũng khởi tố hai người đánh anh Thảo là Đặng Văn Ngọc 36 tuổi và Trương Anh Tâm 39 tuổi. Đây là hai người đã bị anh Thảo thả chó qua cắn. Cả ba người này đều bị khởi tố để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, vào trưa ngày 29 tháng 5, trong lúc nhậu tại nhà anh Ngọc, anh Tâm biết chuyện trước đây anh Ngọc và hàng xóm là anh Thảo có mâu thuẫn. Đến chiều, anh Tâm gọi anh Thảo qua nhà Ngọc để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn của hai người này. Không những không giải quyết được chuyện cũ, ba người này xảy ra cự cãi, xô sát, đánh nhau. Anh Thảo chạy về nhà, thả một con pitbull, một con bẹc dê qua nhà hàng xóm cắn anh Ngọc. Hậu quả cả ba người đều bị thương tích.